Hello, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ sáu, 31 tây tháng 3 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 100 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một ca khúc. Anh không chết đâu anh. Dù anh đã hy sinh nơi trận chiến, dù cỏ hoa hạ Lào đã bao bọc tấm thân người sĩ quan pháo binh dũng cảm, đơn vị còn ghi mãi tinh thần hy sinh tới giây phút cuối của anh. Anh dùng viên đạn cháy phá cuối cùng bắn vào làn sóng biển người của lũ giặc thù. Nhân dân vẫn tôn thờ anh trong trái tim mỗi người và nhắc tới tên anh với cả niềm kính phục vô biên. Nhưng sách có câu: cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, xưa nay trong cuộc chiến mấy người ra đi mà trở lại. Anh đã đi theo hồn thiêng sông núi, nhưng vẫn còn để lại khúc hùng ca, và ngàn đời còn nhắc nhở tới Nguyễn Văn Đương trong chiến dịch Lam Sơn 719 hạ Lào. Chào mọi người, chào các bạn. Anh vẫn
về bước nhẹ hơi sương, em vẫn thấy đêm đêm từng linh hồn sáng trên đời màu. Trên căn bao cũ cũ còn lòng lạnh dấu ai ơn, giờ nước mắt lòng bây giờ và còn hằng để cho anh cho rồi. Kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta thấy được những cái người mà đã xả thân cho cái cuộc chiến này, đến bây giờ ngàn đời người ta vẫn luôn luôn là nhớ. Hôm qua Bộ Ngoại giao của Việt Nam đã vấn đề là đăng những cái bài báo cây cú, mà vấn đề là kêu bằng trách Hoa Kỳ tại sao mà lại vấn đề là trao một cái giải thưởng là người phụ nữ can đảm, tức là Như Quỳnh, Quỳnh Như, mà vấn đề là tức là cái nickname là mẹ nấm đó. Thì bây giờ Lisa có cái kế này nè, Lisa chỉ cho Đảng Cộng sản nha. Bây giờ đó là tụi bay vấn đề là hâm Mỹ, cấm giận mẹ nó đi, đừng đem đồ đạc, đừng qua lại hết trơn á, đuổi mấy cái hãng Coca-Cola rồi kia bên Việt Nam đi về đi. À, trời ơi, nó làm như nhục mặt quá trời mà. Trời ơi, ở trong nước tụi bay cho đây là một người phản động, phạm vào điều 88, lật đổ chính quyền, mà bây giờ Mỹ nó họp ở bên đây, một cái phu nhân của tổng thống mà vấn đề là kêu bằng tặng như vậy thì trời ơi, mất mặt quá. Cho nên nó thôi mẹ nó đi, đừng cho làm ăn nữa, đóng cửa luôn đi nhé. Đóng cửa luôn đi, đóng không, có đóng cửa không, đóng đi. Chúng ta sẽ đổ dầu vào ở trong lửa, chúng ta đổ xăng vào. Những cái hội đoàn ở bên đây, Lisa đang chuẩn bị lên tiếng nói, hãy dịch ra bằng tiếng Anh hoặc là nói với ông đại sứ, vấn đề là kêu bằng là theo us ở tại Việt Nam, vấn đề là kêu bằng là gửi qua cho Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, nói rằng đảng đỉ nó đang chửi tơi bời nước Mỹ hết trơn như vậy, cho nên những hàng hóa từ đây sắp tới của thằng Tàu Cộng cũng như thằng Việt Nam vào là mày đập đầu ẻo xương sống cho tao phải 65% hoặc là trả mẹ về luôn, cho mày bỏ cái tật mất dạy nha. Chị Lisa nhận được một cái bản tin đó, là bây giờ những cái hãng xưởng mà vừa qua nó bị cháy đó, bây giờ nó không đủ tiền để mà nó bồi thường. Cái đảng đỉ nó không có còn đủ tiền, bởi vì những cái thằng Tàu nó qua là nó đều mua cái bảo hiểm hết. Mà bây giờ cái hãng nó bị cháy, bị đốt như vậy, thì bây giờ cha con nó phải bỏ ra một số tiền rất là nhiều để mà bồi thường. Một mặt là người của chúng ta đốt, một mặt là bây giờ chúng ta khuyến khích cho những thằng Tàu bắt đầu nó qua nó làm ăn mà thua lỗ rồi đó, hoặc là nó gom được một chập tiền nó không trả cho công nhân rồi đó, thì bây giờ suối nó bắt đầu là đốt lên để lấy một chập tiền bảo hiểm của thằng đảng đỉ nữa, rồi bắt đầu là kêu bằng là chạy. Tức là mày qua mày làm ăn, mày đem chỉ có 1 triệu đô, nhưng mày mua bảo hiểm là 1 tỷ đô cho tao, rồi mày ra mày cũng giả bộ mày làm ăn chừng khoảng 5-6 tháng, mày giật tiền mày khỏi trả cho công nhân Việt Nam, rồi bắt đầu là mày tự mày phô phản lên, hoặc là mày cho người đốt mẹ nó cái hãng xưởng đó cho tao, rồi bắt đầu là lấy bảo hiểm đúng 1 tỷ đô la. Thằng đảng cộng sản không thường là nhà qua kiếm chuyện đập nó ngay, bởi vì có giấy trắng mực đen mua bảo hiểm đàng hoàng. Cho nên đây là một cái bài học mà cân não cho đảng Cộng sản. Cho nên những người nào mà bị mất đất từ đó tới giờ, hoặc là nhà cửa của mình mà bị vấn đề là kêu bằng nó chiếm thu như vậy, thì bây giờ phải tìm cách để mà đốt cháy, hoặc là một mặt Lisa âm thầm đi đêm với tình báo Hoa Nam để xúi cho nó đốt cháy, để lấy tiền của đảng đỉ cho sập cái đảng đỉ. Tôi tết cái đảng đỉ. Tôi coi những cái thằng chó đẻ công an, tôi bay quân đội, tôi bay những này là tôi bay
mày còn những lời binh vực cho cái chế độ đó đi con, cho mày mẹ tụi mày nghe khốn nạn. Sao cái vụ mà luyện bơm xăng ở tại Bình Hưng Hòa bây giờ vô đồn công an nó bắt phải đi qua kiểm soát đàng hoàng có vũ khí, nó sợ người dân quá bức xúc rồi bắt đầu đem chất nổ, đem mìn tự chế vô trong trỏng cho nổ đồn công an, cho chết hết cả đồn công an luôn. Ở miền Tây bây giờ người dân vẫn ào ạt xuống đường để đòi cái quyền sống, mà vụ Formosa phải vấn đề là kêu bằng miền Trung người ta làm quá xuất sắc, Lisa vỗ tay hoan hình. Tất cả những cái nhà cầm quyền nó đăng lên TV, chỉ cần đụng tới một sợi lông chân của một chủ chăn nào, của một linh mục nào, của một giáo xứ nào, thì tất cả toàn bộ từ Bắc chí Nam phải cho ánh lửa bập bùng lên. Phải vấn đề là kêu bằng là đòi lại công lý, không có để cho cái lũ đảng này mà nó tìm cách nó tiêu diệt những cha, những linh mục hoặc là những người mà đã tổ chức cũng như dẫn đầu những người dân ở tại Hà Tĩnh. Ngày hôm nay người dân ở Hà Tĩnh vẫn ào ạt xuống dưới đường. Đây là một cái điều mà Lisa rất là vui nha. Rất là vui. Chị Lisa ơi, giám đốc siêu thị Cupmas Kiên Giang là người Trung Quốc 100% nha chị. Vẫn còn quốc tịch của Trung Quốc nữa đó chị. Vừa rồi ổng ăn chặn tiền thưởng Tết của tất cả những nhân viên làm trong siêu thị Cupmas để đi Thái Lan chơi nữa đó chị. Ba sạch của chị Lisa áp dụng ngay tức khắc nha, áp dụng ngay. Hello chị Lisa ơi, em nghe tin là Việt Cộng nó sẽ cắt internet tại Việt Nam từ 24 tây tháng 4 cho đến 1 tháng 5, mục đích là để chống biểu tình, chống đảo chính, chống bạo động, đồng thời cắt liên lạc Việt Nam với bên ngoài. Chị đã họp với Mỹ cũng như là chị kêu gọi rồi, trong tương lai Google sẽ phủ sóng trên toàn thế giới, tức là phủ sóng phi wifi. Các em có cái điện thoại thông minh, các em chỉ cần bấm chữ Google là các em nhảy vào, các em coi được tất cả, hoặc các em có sóng internet luôn nha. Cho nên thằng Tàu Cộng, thằng Việt Nam, thằng Bắc Hàn sẽ bị tê liệt. Nó cứ tưởng rằng là nó sẽ chặn mạng, nó sẽ cắt mạng, nó sẽ vấn đề là kêu bằng là làm được những cái điều đó. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, trong thời gian ngắn, nếu đã cộng sản mà kiểm soát như vậy, thì Hoa Kỳ sẽ bắn một cái satellite lên vệ tinh để mà vấn đề là tỏ ra ở ngay những cái vùng nào mà Hoa Kỳ muốn vấn đề là cho phủ sóng ở cái vùng đó. Chẳng hạn tại Việt Nam là Hoa Kỳ sẽ vấn đề là kêu bằng là để cho phủ sóng ở tại Việt Nam để các bạn có thể qua lại cập nhật về Google. Cho nên thách cha thách mẹ của cái đảng Cộng sản Việt Nam, thách cái đảng đĩ này nó dám làm. Đồng thời người dân Việt Nam phải mạnh mẽ hơn nữa, nhất là tuổi trẻ, nhất là các bạn ở sinh viên. Bây giờ các bạn ở tại trường học hãy chơi một cái màn, nếu mà trường học nào mà nó tăng thuế, nó lấy tiền của cha mẹ, thì hãy nên trong cái học bàn trước khi đi ra về rồi tẩm xăng trong bông gòn, phần cho nó cháy ở trong cái bàn, để cho nó bàn ghế được kêu nó cháy hết, đốt mẹ trường luôn. Đến cái mức độ mà bây giờ trường cũng phải đốt, không riêng về hãng xưởng mà phải đốt luôn trường, để cảnh cáo Bộ Giáo dục đừng bao giờ mà đem những cái tư tưởng mà khốn nạn vào để mà dạy cho những người tuổi trẻ ở tại Việt Nam nha. Cho nên sinh viên, học sinh và các bạn bị hiệu trưởng, bị thầy cô giáo, bị những cái con chó đảng viên này mà nó cố tình mà nó nhồi nhét như vậy là đốt trường luôn, đốt sách luôn, đốt thư viện luôn, giao chỗ nào là đốt chỗ đó luôn. Tao có cái đảng đĩ tao phải cỡ nào nha. Còn người dân ở tại miền Tây ha, mà còn ngây thơ, mà còn vấn đề là nhẹ dạ, không chịu đứng lên, ngồi đó chịu chết, nhu nhược thì sẽ chết nha. Bây giờ nhà máy giấy Lee and Mans nó đã xả thải, ai ai cũng trùm bọc ni lông vô để mà ngủ, mà bây giờ không triệu tập lại. Thấy ở tại miền Trung người ta nghe gan dạ không, gần cả vấn đề là bao nhiêu người người ta biết nước ra đường, người ta xuống đường, người ta biểu tình làm tê liệt hết. Thì bây giờ Lisa mong rằng ở tại thành phố Hồ Chí Minh ha, cũng phải là vấn đề làm mạnh mẽ xuống dưới đường để mà ủng hộ cho đồng bào ở tại Cần Thơ, ở tại Long An, ở tại Kiên Giang, tất cả miền Tây đều phải vấn đề là biểu tình để mà vấn đề là kêu bằng là phải làm lớp chuyện ra, một mặt biểu tình, một mặt có cơ hội là đốt sạch sẽ Lee and Mans. Hãy nên nở rộ lên biểu tình khắp nơi,
tất cả mọi người hãy nên đoàn kết với nhau. Còn bằng không là người dân miền Tây trong tương lai, Lisa sẽ không tìm được một ai. Người dân miền Tây dốt đã bị nó nhồi sọ, nó đè đầu, nó tuyên truyền, nó bịp bợm mà không dám đứng lên run sợ, thì các bạn chỉ có con đường chết. Phải mạnh mẽ, phải đứng lên, bạo động, đập phá những cái vấn đề là nhà máy, bởi vì ảnh hưởng tới mạng sống của gia đình của tôi nha. Ừ. Chào Lisa, gửi Lisa những tên đàn áp dân biểu tình chiều nay 31 tháng 3 2017. Nhờ Lisa kêu gọi toàn dân xử những tên sau đây, hình ảnh và tên của nó đây. Tên này là Bùi Văn Thu, trưởng công an xã Thạch Bằng, huyện Lộc Ha, Hà Tĩnh. Tiếp theo tên này là Tô Bá Thanh, an ninh chỗ ở xóm 17, xã Thạch Bằng, Lộc Ha, Hà Tĩnh, đã đánh dân, giết chết không tha, tên Tô Bá Thanh. Tên này là Nguyễn Văn Vĩ, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Ha, Hà Tĩnh. Những cái tên tuổi của tôi bay, tất cả người dân lưu lại và gửi qua cho Lisa, Lisa cũng đang lưu lại. Nguyễn Văn Sĩ là 1, Tô Bá Thanh là 2, Bùi Văn Thu là 3 nha. Những cái tên con chó tôi bay là ta sẽ giữ lại hết. Tên đầu trần áo màu sẫm kia là Nguyễn Trường Quân, xóm 17, Thạch Bằng, Lộc Ha, Hà Tĩnh. Nó đã giả dạng là côn đồ. Tên áo màu xanh kia là tên Nguyễn Văn Giáp, con ông cử xóm 3, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Ha, Hà Tĩnh. Nó có quán ăn bún lòn. Đập mẹ quán bún của nó, tẩy chai nó luôn cho nó mất dạy. Tên này chuyên môn đi bộ, chuyên đi bán vịt ở khu vực vòng xuyến Thạch Bằng, đã đánh bà cụ tiếng rồi bỏ chạy mất. Vậy Lisa kêu gọi toàn dân hãy nên xử những kẻ phản hại, phản dân, hại nước này. Cảm ơn Lisa nhé. Đây là bà cụ bị đánh chiều ngày 30 tháng 3 năm 2017 tại cuộc biểu tình tại Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh. Tất cả những người dân ở tại Lộc Hà này và mọi người hãy chuẩn bị mạnh mẽ, nợ máu phải trả bằng máu. Thằng nào giả dạng côn đồ biết được mặt thì âm thầm giết ngay. Hôm nay chúng ta ở trong bóng tối, địch ở ngoài ánh sáng. Nó bị động, nó giả dạng, nó ra, nó đánh bà con, nhớ mặt rồi âm thầm không nói gì. Phải có một đội cảm tử, phải có một đội sát thủ để mà phải giết chết không tha. Chỉ cần nó bước ra ngoài đường là giết ngay, không có nói nhiều nha. Và hai ngày biểu tình, ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ thị cho cảnh sát cơ động huyện Lộc Ha, Hà Tĩnh đã chuẩn bị đàn áp cuộc biểu tình sắp tới. Người dân tại miền Trung lại thảm khốc rồi. Lisa ơi, hãy phát nhanh cho đồng bào hải ngoại biết nhé. Cảm ơn Lisa. Tất cả mọi người ở tại miền Trung đến giờ phút này phải mạnh mẽ, phải đứng lên, phải sát tha, phải giết chết không tha nhé. Để cho vấn đề là cái bằng là coi như thế nào. Đã đến nước này rồi, Lisa kêu gọi tất cả mọi người dân đều phải bạo động ở tất cả mọi nơi. Tất cả những em sinh viên cũng phải bãi thị trong cái dịp chuẩn bị gần nghỉ hè này, đốt cho trái mẹ trường luôn, khỏi còn học hành của mẹ gì trơn nha. Chị ơi, Đồng Tháp phó vấn đề là kêu bằng là nữ chủ tịch xã đã chiếm đoạt 14 tỷ đồng của dân bằng thủ đoạn gian dối hỏi vay tiền để cho người khác vay lại để đáo nợ ngân hàng. Thúy đã chiếm đoạt của 16 bị hại với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng. Phạm Thị Diễm Thúy sinh năm 1981, ngụ xã Mỹ An, Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Trời ơi là trời, nhìn cái mặt như con heo nọc vậy đó hả? Thấy gớm vậy? Trời ơi, sao mà con làm chủ tịch gì mà vấn đề là thấy ghê vậy? Nhìn cái mặt thấy ghê, thấy gớm vậy? Đó, chầm dầm cái mặt như con chim ủ vậy. Cho mày biết. Sau vụ ném bơm xăng, bọn nó biết sợ rồi kìa chị Lisa ơi. Kiểm tra qua máy y như check-in đi máy bay vậy. Bọn Việt Cộng khủng bố mà cũng biết sợ khủng bố của người dân nữa hay sao? Chúng ta hãy mạnh mẽ hơn nữa.
nó càng sợ. Bây giờ nó sợ giống như là ở tại Tân Cương, các bạn thấy người Tân Cương Ngô Duy Nhĩ bây giờ tuyên bố tắm máu luôn, nó đem cả quân đội ra 200-300 ngàn người, người dân cũng đâu có sợ mày, ngon mày giết hết, mày không giết hết là tắm máu quân đội mày luôn, sẽ có một cái cuộc mặt dược bằng đổ máu ở ngoài, nhưng đây là ở bên Tung Cầm, tao coi thằng chó nữa tao cận, tụi bay còn cấp internet nữa hay không, những cái con quỷ mà những người là cái bao là tao bay chẳng chẳng là tao bay sẽ chết biết, tụi bay cấm internet, cấp đi, cho tao bay cắt đi, tao bay cấp đi, tao cho Hoa Kỳ hay rồi sẽ phủ sóng ở trên Việt Nam, mà quan trọng là toàn dân có đứng dậy hay không, toàn dân có phải là hành động hay không, không đứng dậy được là nằm trong bóng tối âm thầm tới kéo mà chừng 20-30 triệu người ở tại miền Tây nhào vô nhà máy Lee and Man này, nó trở tay sau kịp, đã tới nước này nó làm cho khói bay mịt mù như vậy rồi, thương không ai xử đâu nha. Chị ơi, chị nên đọc cho mọi người nghe đi chị. Đọc gì? Rồi. Thông tấn xã Việt Nam ngày 31/3/2017. Sau những vụ kiện mà cướp đất của người dân và cướp đi vỉa hè, gian hồ bây giờ đang chuẩn bị thề sẽ lấy một cánh tay của tên Hải Cậu, khiến cho Hải Cậu không dám ra đường. Đồng thời tất cả những tuổi trẻ Việt Nam ngày nay đã hưởng ứng lời kêu gọi là ba sạch, là giết sạch, đốt sạch và phá sạch. Cho nên đặt hệ thống kiểm tra an ninh, rà soát bom mìn tại các trụ ủy ban trụ sở của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sợ rồi hả mấy con chó? Tao tụi bay anh hùng lắm mà, tụi bay đâu có sợ, tụi bay điều tra hay lắm mà, sống điều tra đi. Tao cho người dân Việt Nam âm thầm làm, không cần báo cáo gì cho tao trên mạng. Cho nên cái lũ hacker tụi bay đừng có bà đặt vô mà để moi móc tin tức, cũng không cần phải gọi điện thoại. Tất cả mọi người dân Việt Nam phải nên biết rằng sở dĩ những vụ án ma túy, những vụ án hình sự là các bạn liên lạc bằng điện thoại, cho nên nó nghe từ trong điện thoại chứ nó không có hay, không có tài giỏi con mẹ gì hết. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó có một cái hệ thống an ninh mạng, nó coi những cái tin nhắn thời đại internet này. Cho nên một khi mà những người mà sát thủ tại Việt Nam không cần phải hội họp, cứ việc âm thầm, lặng lẽ và hành động. Mỗi một người hành động một người, hai người hành động hai người, không cần phải đông nhóm, bởi vì đông nhóm nó trà trộn vô trong đó cũng không chừng. Cho nên những con chó mà bà đặt vô mà hỏi trời ơi chị đưa cho nhóm chị cho em coi đâu kia, nó tưởng ra là chị dưới đây là cái bằng là tai ngơ để nó vô để nó nắp thông tin, đâu có thể nắp dễ được. Chị cứ chia ra ba người làm rồi sau đó lặn luôn, không liên lạc với chị. Nhóm này bốn người nổi lên xong rồi lặn chìm luôn âm thầm, nhóm kia năm người, nhóm nọ sáu người, nhóm nọ bảy người, nhóm nọ mười người, nhóm nọ năm người. Tao cứ làm liên hoàn như vậy, ta nó chia ra từ bắc chí nam, còn chưa tính những người nào mà can đảm mà âm thầm cứ việc có cơ hội là mọi người hành động cho Lisa. Chỉ cần một người thôi để coi Đảng Cộng sản Việt Nam tụi bay làm lỗi hay không nha. Ông Quang cho hay thời gian tới Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hệ thống rà soát bơm mìn cho ô tô. Các xe vào trụ sở của Ủy ban đều phải kiểm tra rà soát bơm mìn, kể cả xe của chủ tịch thành phố. Sợ rồi hả con? Không sao cả. Chơi một cái chai bơm xăng, thấy xe nào nó đang đậu rồi, thọt ở dưới cái luồng xe của nó để cho nó chạy từ 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 vô cho nó nổ banh tành luôn, cho biết thế nào là lễ độ luôn. Tao cho tao bay chết mẹ, tao bay cái đống bướm, tao phải đập cho nát cái đống, tao bay ra, tao coi tao bay khốn nạn tới mức độ nào, nghe chưa, tao cho tao bay sợ rồi sao, tao bay khủng bố, tao bay không biết sợ khủng bố nó sao. Cho nên mỗi người dân phải mạnh mẽ lên nữa, nghe, mạnh lên, tao cho tao bay ngăn chặn cái chương trình của tao, nghe. Tụi bay sẽ chết. Tụi bay tới số của bay, tụi bay dám ngăn chặn chương trình của tao nha. Tao thách đó. Tao thách tụi bay, vấn đề là cái bằng là cánh giận với Hoa Kỳ luôn, đừng có làm ăn với nó nữa. Đi qua thằng Tàu làm ăn cho tao. Đuổi hết, tống đầu hết mấy cái hãng xưởng của tao của Mỹ đi về bên đây cho tao nha. Để tao coi, tụi bay làm như vậy đi rồi bắt đầu là tao sẽ cho Mỹ nó lấy hết tài sản của con cháu tụi bay ở bên đây đó. Tình báo qua năm tụi bay cứ chơi đấm với nhau đi, rồi bắt đầu sau khi mà lấy tài sản ở bên đây rồi thì bây giờ liệu những cái thằng ở Việt Nam nó có theo tụi bay được nữa hay không nữa. Đó, tao phải làm sao mà cho cái nước Việt Nam nó phải banh tần luôn. Tụi bay chết tụi bay, cái đồng tụi bay phải ngay rồi, tụi bay cho tụi bay biết. Chị ơi, tối nay em nhờ chị chửi cái thằng chó đẻ xuất vật Nguyễn Trí Dũng. Thằng chó đẻ này là trưởng phòng giáo dục huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đó chị. Biết nhà, đốt nhà,
thí điểm dạy tiếng Trung quần què vào cấp 1 cho đến cấp 3 trong năm học tới cho chị. Trong dịp này phải đốt phá tất cả những này là kêu bằng đó là trường học cho chị. Trường nào mà kêu thí điểm dạy tiếng Trung sau khi ngày đó có tiết học tiếng Trung là đốt sạch cho chị, đốt trường cho chị nha. Đã tới cái nước này rồi, chị mong rằng sẽ được những lời hưởng ứng của chị. Phải âm thầm trong những dịp hè này lét đi vào những cái trường học có cơ hội không ai nhìn thấy, ra tay đốt trường cho chị, đốt trường, đốt sách, đốt thư viện, đốt những cái cuốn sách nào mà những đây là tiếng Tàu, Tàu Cộng nha. Con cô giáo nào mà là Tàu Cộng thì canh me, những đây là tạc axit luôn, cho mày nhớ đời để gây tiếng vang cho thằng Tàu Cộng nó biết rằng là dân Việt Nam đéo học tiếng Tàu nha. Tao cho tao biết thế là nó con đó tao phải vô đây chửi, môi ghen tao ngồi đó mà chửi đồ khốn nạn nha. Tao cho tao phải biết thế nào là lễ độ mà, tao cho tao phải khốn nạn nha. Giết, phải giết thôi nha. Thằng chó đẻ vấn đề là kêu bằng đó là mẹ những cái lũ mà vấn đề là bộ giáo dục này đó là tụi bay khốn nạn. Người Việt Nam tụi bay không tôn thờ, tụi bay tôn thờ như vậy nha. Cộng đồng ở hải ngoại cũng chú ý, thằng Tập Cận Bình nó đã đi sang Hoa Kỳ. Những người nào ở tại Texas cũng như những người nào ở West Palm Beach, người ta đang chuẩn bị để mà người ta đốt cờ của vấn đề là Tàu Cộng, người ta phản đối khi mà nó đi xuống Miami, West Palm Beach, tiểu bang Florida để mà nó gặp vấn đề là Donald Trump vào ngày 6 tây tháng 4 năm 2017 nha. Để coi nó qua đây nó làm cái gì nha. Chắc chắn thằng Tập Cận Bình qua sẽ đi đêm với thằng Mỹ thôi. Nó nói rằng Mỹ ơi, giờ anh vấn đề là cho tôi lấy thằng Việt Nam đi, tôi sẽ cho anh lấy thằng Bắc Hàn luôn đó, anh giải phóng vô anh lấy luôn Bắc Hàn để cho nó diệt trừ đi. Cũng có chừng Hoa Kỳ nha. Hoa Kỳ có thể rằng những này là kêu bằng là nó để cho thằng Tàu Cộng ào vô lấy mẹ nó Việt Nam luôn, bỏ cái tật mất dạy, cái lũ đảng đỉ đặt cộng sản thôi mày. Bài đặt nó trời ơi là trời, Mỹ nó không bán vũ khí cho cái bài đặt mua những này của Israel, mua những này là kêu bằng là tên lửa rồi kìa. Bài đặt xạo quần, tiền đâu mua, ngon mua đi, thằng Tàu nó qua nó đập cho mày ẻo sống sống chứ mua. Chỉ mà chưa kịp mua là nó đã quánh tao bay tan tành rồi chứ đâu mà tao bay mua, dắt mua về cho mua mấy cái chiếc mà những đây là kêu bằng là su khôi, ba cái chiếc tàu kia lôi thời bảo đại ở trường thì mua về để làm viện bảo tàng nằm ở dưới biển hòa cho nước biển mặn nó vô cho rỉ sét dơ vậy thì được, chứ ở đó mà đặt mua vũ khí tối tân bây giờ hả, đặt tôi bay ẻo xương sống tôi bay chứ đó tôi bay mua và đặt bài đặt xào xạo lên trên mạng đó, đưa cái con dẻm cái lê thị những đây là Thu Hằng lên nó cái mặt nhìn y như là mẹ nó ra để 50 cái vấn đề là kêu bằng là viên chè gói xôi lên cái mặt cũng được mà. Con gái mà mặt má bầu mà làm bộ ngoại giao chắc trong tương lai cũng giống hịch, nhưng còn thua cái thằng chó đẻ vấn đề là cái bằng đó là Lê Hải Bình bắt đầu là lên, bắt đầu là cái bằng là bưng bô cho Tàu Cộng. Lisa nói các bạn đâu có hay, đâu có sai đâu nhé, nó sẽ thay đổi từ trên xuống dưới hết. Điển hình là thằng Tổng Lúc phải giết thằng Tổng Lúc, thằng chó nào tổng bí thư lên mà thân với Tàu Cộng là đập chết mẹ liền. Bây giờ Trần Đại Quang sáng mắt chưa, giỏi vấn đề là cái bằng Nguyễn Xuân Phúc sáng mắt chưa, Nguyễn Thị Kim Ngân mày sáng mắt mày chưa? Đó, tao ngồi đó tao bay làm bù nhìn nha. Tao cho nó lấy cả nước Việt Nam luôn, tụi bay sẽ là tội đồ của dân tộc Việt Nam. Cả cái lũ quân đội bây giờ cũng sợ nữa. Nó có người vô nói cho chị ơi, kêu vấn đề là kêu bằng là quân đội nó đứng về người dân không có đâu. Cái mấy cái con chó này bây giờ nó sợ mất đạn lắm, nó sợ lắm. Bởi vì nó thấy nó đứng về nhân dân nó đâu có tiền bạc gì đâu, toàn là dân tàn mạc lụng bại không. Cho nên bây giờ nó âm thầm, nó phải nghe lời của đảng. Bởi vì đảng vấn đề là có tài để mà lấy tiền lấy cướp tiền cướp của người dân, cho nên nó không có đi về người dân đâu, công an nó không có đi về đâu chị ơi, công an quân đội bây giờ không ai mới chịu đi về người dân hết trơn, nó chỉ có thẳng tay nó đàn áp người dân thôi. Thì đó người dân cứ việc cúi đầu đi cho nó như vậy là làm. Chỉ cần có 100 người, 1 triệu người can đảm đứng lên là nó rúng động chế độ ngay nha. Phải đứng lên làm chuyện lớn kìa, phải giống như là những này là kêu bằng là anh, những này là kêu bằng là anh Đặng Ngọc Viết kìa. Tức là cầm súng vô quỹ ban bắn chết mẹ ở trong này tự sát. Nhưng mà anh này tự sát Lisa không có hoan nghênh. Nhưng mà thôi cũng là anh hùng thôi. Lần sau không có nên tự sát như vậy. Phải nên thủ trong người bom đạn hoặc là cài mìn, cài xăng vô cho thiệt là nhiều. Khi mà những này là vô nhà thủ rồi bắn hết viên đạn rồi, bắt đầu nguyên một bầy mà nó tràn vô thiệt đông để cho nó gọi đi, gọi cảnh sát 113 gọi cho thật đông vô đi, rồi bắt đầu giả bộ mình làm thất thủ để cho nó chạy vô. Nó chạy vô rồi mình cũng giả bộ mình quánh nó đông đông, bắt đầu là 4-5 con chó là mà hăng hái càng vô đông, bắt đầu là tự nhiên vừa bắt đầu bước tới người của mình rồi tự nhiên nó nổ, bắt đầu là cầm điện thoại xếp sẵn nổ một cái đông. Tôi bỏ tật, tôi bay làm chừng 5 lượt vụ, 6 vụ, 1000 vụ là tao coi có những cái con chó Việt Nam còn chó hùa
chùa mà chạy vô mà đánh đập mà dưng lại không đứt vô rồi phải giết sạch, phải tan sát sạch cái lũ chó đẻ đạp đĩa tụi mày, nó còn sống ốc to tụi mày giết tụi mày chết nghe không, mày khốn nạn mất dạy nghe không. Chị ơi là chị, các hồ nổi tiếng ở Việt Nam chẳng hạn như hồ Ba Bể là rộng lớn nhất, hồ Trị An là yên ổn nhất, hồ Than Thở là buồn tẻ nhất, hồ Con Rùa là chậm chạp nhất, hồ Xuân Hương là thơm tho nhất, hồ Tây là sinh ngoại nhất, hồ Gươm là sắc nhọn nhất, hồ Hòa Bình là hữu nghị nhất, hồ Dầu Tiếng là nổi danh nhất, hồ Lắc là quậy nhất, hồ Cẩm Sơn là nghiêm khẩu nhất, hồ Tam Bạc là bạc bẽo nhất, hồ Thủ Lệ là ướt át nhất, hồ Thanh Nhàn là thư thái nhất, hồ Lãng Bạc là vô duyên nhất, nhưng mà đặc biệt có Hồ Chí Minh là khốn nạn nhất, là một thằng súc vật, là thằng chó Hồ Quang, là thằng Tào Cộng. Trong lớp của em ai ai cũng viết ra một dọc hồ như vậy, nhưng mà khi nói tới Hồ Chí Minh khốn nạn nhất, cả lớp cười cái rừng lên đó chị ơi. Ừ, vui đó. Các em phải vấn đề là truyền tai với nhau như vậy, là tuổi trẻ giờ nó thông minh đó, cứ việc vấn đề là đưa ra đố, như là tao đố mày hồ nào khốn nạn nhất. Trong lớp em mọi người đều nói tao đố mày hồ nào đẹp nhất, ai cũng nói là hồ Than Thở. Tao đố mày hồ nào mà hồ hữu tình nhất, tao nói hồ Xuân Hương. Tao đố mày hồ nào lãng mạn nhất là hồ Con Rùa, nhưng mà tao đố mày hồ nào khốn nạn nhất, cả lớp cười nói rằng là Hồ Chí Minh chứ ai. Nguyên một lớp cười cái rừng chị ơi. Đám con ông cháu cha nó tức quá, nó nói rằng là vấn đề là kêu bằng là tuổi bay riết rồi, nó không muốn đi học nữa. Truyền miệng với nhau như vậy. Đây là câu đố cũng hay đó, trong trường hợp các em nhỏ nhỏ vậy chứ ta nói nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò các em phải làm gì mạnh cho chị đó, vô hộ vô đố đi. Tao đố mày vậy chứ hồ nào mà nó bị bể, cái nó hồ Ba Bể chứ hồ gì nó là, tao đố mày hồ nào mà nước nó bị nhiễm trùng hiện giờ, nên hồ Gươm. Nó nói vậy tao đố mày hồ nào là hồ của thằng Tào Cộng, Hồ Chí Minh đó. Đố cho Lisa, đố ra là Hồ Chí Minh là hồ của Tào Cộng, bởi vì nó là thằng Hồ Quán. Ủa sao vậy, sao Hồ Chí Minh là hồ của Tào Cộng, là bởi vì nó là thằng thiếu tá Hồ Quán. Lisa dạy cho mấy đứa nhỏ nhỏ trên đây nè, mấy em đặt câu đố ở trong trường học cho chị nghe không. Rồi cái tao đố mày hồ nào mà hồ khốn nạn nhất. Hồ nào trời, hồ nào vậy, hồ nào mà khốn nạn nhất, Hồ Chí Minh khốn nạn nhất chứ gì, bởi vì nó giết người cải cách ruộng đất đó, cho nên con chó này, thằng chó này là nó khốn nạn rồi. Các em ở trong lớp cứ việc thay phiên nhau mà đố mà cười như vậy cho chị nha. Cùng ta với chị giật sập thần tượng thằng Hồ Chí Minh, đập tan cái rãnh đĩa, tới thời buổi này là không sợ, quyết thắng quyết chiến, đập tan cái rãnh chó đĩa tụi bay, bay mất dạy nha. Chị Lisa ơi, chị kêu gọi dân hãy cùng nhau đứng lên bạo động lật đổ Đảng Cộng sản đi chị. Nó lấy đất của nhà em quá tức rồi, chuyện này em phải đổi mạng với nó. Thưa hoài nó không có chịu xử, các em thưa tới chết nó cũng không có xử đâu. Bây giờ chỉ có hành động là dùng bơm xăng, nghe lời chị nói đi. Ba sạch của chị là đốt sạch, phá sạch, giết sạch mà thôi, chứ đừng có bao giờ mà vấn đề là kêu bằng là các em thưa. Các em thưa là con kiến đi kiện cũng phai rồi nha. Các em không có làm gì được nó đâu, nghe không? Cô ơi, ở Cần Thơ có một công ty Lạc Tỷ, là công ty của Tào Cộng đó cô, đốt ngay Lạc Tỷ phải không? Tao cho mày ngàn tỷ luôn chứ khỏi cần Lạc Tỷ con mẹ với trơn. Qua mà đặt lấy ba cái tên Lạc Tỷ, Quế Hoa được kia ha. Tao cho mày lấy tên Tào, đốt luôn. Tin hot chị ơi, tin hot chị ơi, trường trung học phổ thông ở huyện em thu phí chụp ảnh kỷ yếu của học sinh 300.000 đồng một giờ kìa chị ơi. Đốt trường cho chị, đã tới mức độ này là đốt hết trường học được kia là đốt hết. Cho nên những này là kêu bằng là mẹ nó kêu thế nào là lễ độ nghe chưa. Lisa ác quá, kêu rải đinh ở ngoài quốc lộ 1A ngày hôm nay, cảnh sát giao thông nó chạy qua chạy lại, nó canh chừng quá trời rồi kìa. Nếu làm như vậy thì tội nghiệp xe của người ta, tội nghiệp con mẹ gì, toàn là xe của Tàu Cộng không. Chị thiết kế như vậy là để cho mọi người, các em những này là thông minh đó, các em những này là giỏi đó, chứ mẹ nó ra cho em sợ gì hả? Sở dĩ mà rải đinh ở ngoài quốc lộ 1 là cho cảnh sát giao thông nó tràn qua ngoài, nó không có đứng đường, nó ở không, nó đứng đường nó phạt các em, nó phạt học sinh các em, cho nên các em phải vấn đề là mạnh mẽ lên
Các em không có vấn đề là kêu bằng là làm như vậy được, nghe chưa? Các em phải mạnh mẽ lên. Đó, cái đó là chị hiến kế cho các em mà các em lo gì? Em lo gì? Nha. Hiến kế mà. Cho nên cứ việc lấy qua ngoài quốc lộ 1 đốt. Còn nếu không đốt được thì cứ việc cầm mẹ ban đêm á, cầm những này là kêu bằng á là mẹ nó ra đinh á, rải mẹ nó cho những này là kêu bằng nó banh tành hết, cho cái quốc lộ của nó tiêu hết luôn đi. Các bạn sáng nghe đài nói âm thanh bị nhỏ quá không nghe được. Âm thanh nào mà nhỏ? Ủa âm thanh của Lisa nhỏ lắm mà, Lisa nói lớn lắm mà, âm thanh nào mà nhỏ? Các bạn nghe rõ không? À, hello mọi người nghe rõ không? Lisa nghĩ rằng hôm nay nói chuyện cũng như mọi ngày mà, chắc các bạn ở bên biển gì ra đó. Nha. Mọi người bị cái gì ra đó, âm thanh đâu có nhỏ đâu, chị nghe lớn lắm mà. Gắn cái loa vô mà nghe. Nha. Gắn loa vô mà nghe. Trời ơi chị bây giờ hả, sau khi chị nói rồi, em gửi cho chị coi nè, chị Lisa ơi, nó đè vấn đề là hiếp dân quá trời rồi chị ơi, chuyến này là chết rồi chị ơi, là chị bây giờ chị phải làm sao chứ, là chị làm gì? Các em chị đã hiến kế rồi, các em phải làm đi. Trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chị ơi, được gắn hệ thống soi bơm mìn, mọi người cười quá trời chị ơi, luyện mẹ mìn bơm vô luôn, bây giờ người dân Việt Nam tự mua thuốc TNT làm được rồi nhé. Em ở Đài Loan xa Việt Nam của chúng ta, nhưng mỗi ngày em đều nghĩ về đất nước Việt Nam này, rất đau buồn. Em cảm ơn chị với nghị lực phi thường, phát biểu bằng sự thật, cũng là chiến sĩ trên mặt trận báo chí, giúp cho đồng bào thấp cổ bé miệng, không dám nói nỗi thống khổ của mình. Tuy em ở đây, đất nước này cũng là thuộc châu Á thôi, nhưng nó rất là dân chủ. Hàng ngày, thời sự của đất nước nó rất tự do, ngôn luận thông tin truyền thống công khai, vẫn còn có tiêu cực nhưng vẫn phải minh bạch chị ơi, chứ không ai giống như đất nước chó đẻ cộng sản Việt Nam nó cai trị đi đó, nó cai trị khốn nạn như vậy đó, nó cai trị mất dạy như vậy đó, nó cai trị khốn nạn như vậy đó. Bây giờ đó không biết cái con chó mà vấn đề là kêu bằng là lái xe để mà trở thành, vấn đề là kêu bằng là phó viện trưởng kiêm chủ tịch hội đồng khoa học, mẹ một thằng lái xe ôm thôi mà tự nhiên nó nhảy tọt lên như vậy. Cho đến nay cán bộ công nhân viên chức của bộ xây dựng vẫn không khỏi bàng hoàng cũng như bàn tán về việc ông Nguyễn Anh Tuấn từ một lái xe ôm trở thành phó viện trưởng kiêm chủ tịch hội đồng khoa học viện kế hoạch xây dựng miền Nam Việt Nam. Suốt từ năm 2014 đến nay, ông Đặng Đức Trí 51 tuổi công tác tại Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Quốc gia thuộc Bộ Xây dựng đứng đơn công khai tố cáo một số cán bộ lãnh đạo Bộ Xây dựng có những bất thường về công tác nhân sự. À, tao kể cho nghe tụi bay ngục lắm. Cái thằng Nguyễn Anh Tuấn này nó là một cái thằng xe ôm. Rồi cái bắt đầu tình báo Hoa Nam thấy được nó, kêu nó mua một số đất cát. Nó giỏi lắm, nó mua một số đất cát cho nên tình báo Hoa Nam đã âm thầm đưa nó vô làm bộ xây dựng kế hoạch, để rồi nó sẽ ký lệnh để giải tỏa, chuẩn bị nhà cửa của người dân nó giải tỏa hết để lấy những khu này để mà vấn đề là làm những cái khu kinh tế cho thằng Tào Cộng, bởi nó không có tin những cái thằng đầu bò của tụi bay, những cái thằng mà ủy ban của tụi bay nó không có tin, cho nên nó trong tương lai nó sẽ bắt những cái thằng ở ngoài đời, những cái thằng nào mà chịu khó đứng tên mua nhà mua cửa cho nó đưa vô làm bộ trưởng bộ công an luôn cũng không chừng. Tao cho tụi bay bỏ thật, tụi bay nghe lời của thằng chó Trọng Lưu, tụi bay nghe lời của cái đảng đĩ đi, tao kể cho nghe, tao biết cái tin này lâu rồi nha. Cho nên bây giờ tụi bay có giết cái con chó này thì tụi qua tình báo Hoa Nam nó cười, bởi tình báo Hoa Nam nó đưa cái thằng từ một cái thằng dân xe ôm này, trong tương lai một thằng côn đồ nó cũng đưa vô làm bộ trưởng bộ công an, nó phá cho nát cái nước Việt Nam mà, tụi bay yên tâm đi. Tao sẽ ngồi vỗ tay nó đưa một con đĩ vô bắt đầu làm hội trưởng phụ nữ. Tao nói thằng Tào nó chơi khăm lắm nha. Điều đáng chú ý nhất là Nguyễn Anh Tuấn là một người xe ôm,
mà tại sao làm chủ tịch hội đồng khoa học của Viện Quy hoạch và Xây dựng miền Nam thuộc Bộ Xây dựng thuộc Trung ương đưa ra? Trời đất ơi, hỏi ra trình độ thì không biết tại sao ông có bằng cử nhân của Tàu, của Trung Quốc. Đó, nó gọi ra mẹ nó rồi. Nhưng mà sự thật ông ta và những người ở shop cho biết ông ta học chưa hết lớp 5 mà bây giờ tại sao lại làm bộ trưởng bộ xây dựng á. Vui ghê không? Tao nói tao vui mà. Học chưa hết lớp 5, chỉ làm một cái tên chạy xe ôm thôi. Bắt đầu chở những cái thằng tình báo qua Nam, bắt đầu nó móc nói được. Chắc là thằng này cũng là gốc qua nè, người Việt biết tiếng tiếng Tàu. Hoặc là không biết thì thằng ở bên kia nó biết tiếng Tàu, nó qua nó dạy cho. Bây giờ muốn làm ăn lớn không? Tao đưa mày vô làm bộ trưởng bộ kế hoạch. À, rồi tao đưa mày lên làm giống đây là khoa học kỹ thuật luôn, để mà mày nghiên cứu. Mày học lớp 5 thôi nhưng mà mày khỏi nghiên cứu, để người tao qua nghiên cứu. Nghiên cứu cái khu đất nào được đó là tao kêu mày. Mày cứ ký lệnh để giải phóng cho tao, giải tỏa cho tao, cướp đất cho tao. Chỉ cần người dân mà nó lên tiếng một cái thôi thì bắt đầu mày là bộ trưởng có tao ở trung ương tao ngồi. Tao giả bộ tao ra lệnh cho cơ động, cho công an nó tràn tới để mà nó tự nó cưỡng chế thôi. Cái lũ công an, cái lũ cơ động là một cái lũ mà kêu binh mà. Chỉ cần nhận lệnh là nó chạy tới. Tao nói há mái xúc cần cẩu gì, nó kéo sập nhà sập cửa mẹ người ta trơn. Mày khỏi lo, mày khỏi lo nha. Trả lời phóng viên thanh niên, ông Ngô Trung Hải, viện trưởng viện VICUP xác nhận rằng ông Nguyễn Anh Tuấn từng làm nhân viên cũ của mình. Ông Hải nói có bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn kinh qua các vị trí là bình thường. Tuy nhiên, ông này từ chối bình luận về trình độ văn hóa của ông Tuấn từ bị dừng bổ nhiệm viện phó Viện Khoa học Kỹ thuật. Liên quan việc ông Tuấn từng bị bổ nhiệm viện phó Viện Khoa học Kỹ thuật nhưng trình độ chỉ mới có lớp 5, ông Trương Trọng Nhàn, phó nguyên giám đốc Trung tâm Khảo sát Xây dựng cho biết, trước khi ông Tuấn được bổ nhiệm làm viện phó ở phía Bắc thì đã có đơn thư phản ảnh tố cáo quá trình học hành bằng cấp của ông này có vấn đề, nên Bộ Xây dựng khi đó đã dừng quyết định bổ nhiệm ở miền Nam. Và ông lại cười rằng tụi bay nhưng một điều quái đản là ông ta không làm ở miền Nam thì ông ta lại được đi ra ngoài Hà Nội ở miền Bắc. Thì thằng chó đẻ trọng lúc tình báo qua Nam, thằng này ở trong miền Nam mà tụi bay lạng quạng, tao đưa ra miền Bắc làm Bộ Xây dựng ngoài miền Bắc luôn. Rồi bây giờ sau khi ra ngoài miền Bắc làm rồi thì tao đưa ngược trở vô miền Nam. Vậy thôi, có mẹ gì. Trời ơi khùng. Nhưng mà được tách ra, sau khi ông đã bị Bộ Xây dựng ở trong Nam đã điều tra được trình độ học vấn của ông ta chưa hết cấp 1 thì ông ta lại được nhận lệnh để mà bổ nhiệm đi ra ngoài Hà Nội. Sau khi ông ra Hà Nội xong thì ông lại nhận được lệnh của Trung ương, của Bộ Chính trị, trời ơi lớn ghê không, của Trọng Lúc, bắt đầu là đưa ông Nguyễn Anh Tuấn phải vào ngược lại miền Nam và làm viện phó viện, những này là kêu bằng là khoa học kỹ thuật, khiến cho những con chó tại miền Nam đều ngậm miệng như mớ đó trơn. Tụi bay la làng không? Thằng Trọng Lũ nó đưa vô mà tình báo qua Nam nó dựng lên mà tụi bay dắp la làng à. Nó cho tụi bay ngồi đó la đi, ngục nữa đi đó, trung thành với đảng đỉ đi nghe, trung thành với đảng nghe. Theo ông Nhàn, trách nhiệm này thuộc về Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đã cố tình nâng đỡ ưu ái cho ông Nguyễn Anh Tuấn bất chấp các tiêu chuẩn chuyên môn. Trả lời thanh niên xung quanh đơn thư tố cáo của cán bộ của Bộ, của Cục, của Nguyễn Văn Hùng, chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Xây dựng nói đề nghị vụ tổ chức cán bộ trích xuất hồ sơ trường hợp ông Nguyễn Anh Tuấn công khai với dư luận. Mấy cái tụi này nó chuẩn bị nó làm tạo phản rồi. Lũ ơi, tình báo qua Nam đâu rồi? Mày qua mày cướp mỏ cho tao. Mày kêu cái thằng Trương Minh Tuấn hay là Trương Minh Tuấn đó, cái thằng mà nó coi về vấn đề là truyền thông internet đó, nó cướp mỏ cái tờ báo này cho tao. Tất cả những tờ báo nào mà nói về cái thằng Nguyễn Anh Tuấn này tụi bay cướp mỏ cho tao. Bởi vì tụi bay không biết con gái mẹ tụi bay ngục quá, nó là thần đồng. Cho nên nó ra Hà Nội nó làm chỉ có 6 tháng là nó nhận được cái bằng là viện phó viện khoa học. Tụi bay thắc mắc cái gì? Tụi bay đầu bò, tụi bay học cả đời, tụi bay không có thông minh. Thằng này mặc dù nó làm vấn đề là kêu bằng là chạy xe xích lô mà bây giờ nó làm viện phó viện khoa học. Tao đưa nó vô làm bộ trưởng bộ đầu tư kế hoạch để mà thu hoạch đất cát tôi kia cho Tàu cầm, tụi bay không thấy sao? Nó giỏi hơn tụi bay. Tụi bay không thấy à? Một người bán vé số, một người vấn đề là kêu bằng là mẹ nó ra lụm bọc ni lông mà giờ đi qua bên Mỹ còn làm được thạc sĩ kìa.
Cho nên vấn đề là thằng cha này, thằng Nguyễn Anh Tuấn này, mặc dù nó chạy xe xích lô, nó học chưa hết lớp 5, nhưng mà tự nhiên không biết Hồ Chí Minh nhập hồi lúc nào. Bởi vậy cho nên bây giờ nó đi ra ngoài Hà Nội chỉ có 6 tháng là tự nhiên nó có một cái bằng. Nó là viện phó viện khoa học kỹ thuật, còn muốn gì nữa. Thì bây giờ tao thấy nó quá giỏi rồi ở ngoài Hà Nội, thì bây giờ tao cho nó tu nghiệp lên để mà làm bộ trưởng bộ xây dựng, để mà chạy vô trong miền Nam, để mà làm bộ trưởng bộ kế hoạch, làm bộ trưởng bộ xây dựng, bộ đầu tư, làm luôn cả viện trưởng viện phó, và mai mốt nó nhảy lên tới viện trưởng viện khoa học bây giờ, để mà nó đo đất cát đó kia, mà nó đo ngộ lắm. Thế mà dân nào mà đất nào đó là nó đo làm sao đất đó họ là trở thành xí nghiệp của tao cặm mẹ nó, trơn bởi cho tao bay ngục ngục đi đó, nguyên một cái lũ ở miền Nam tụi bay ngục ngủ đi đó, tụi bay nghe lời đi. Thế thằng nào mà nó đưa ra ngoài Bắc rồi, nó đưa vô là tụi bay đều cướp mỏ mẹ trơn, không con chó nào mà dám lên tiếng hết trơn. Ngục là nó như vậy đó, cho tao biết thế nào là lễ độ nha. Trời ơi, người dân ở gần nhà máy Lee and Man gửi đơn quá trời. Chị ơi, thấy một ông nông dân đeo cái bọc ni lông vô mà ngủ, nhìn thấy đau lòng quá. Để chị để coi coi người dân ở tại miền Tây coi coi còn thờ ơ tới mức độ nào. Ai nấy cũng ngục ngu hết trơn, thờ ơ hết đi, không dám đứng lên, không dám quậy phá đi. Người dân miền Tây đa số là nhát, đa số là không có gan. Thời Việt Nam